bản năng và rất là bình thường, chứ không phải là bạn phải đi định cư hay là bạn phải đi nước ngoài bạn mới học những điều này. Hầu như những cái bài học mà Hào học được đó là ai cũng có thể học được hết, mà do là bạn có dám đi ra khỏi cái vùng an toàn, đi ra khỏi cái comfort zone của mình không, để mà mình có thể nhìn cuộc sống và nhìn vào bản thân mình ở những khía cạnh khác nhau. Hello, 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 welcome back to my channel và American Dream chuyện chưa kể. Ngày hôm qua là cái ngày mà đánh dấu 9 năm Hào đã đến Mỹ và sinh sống làm việc tại Mỹ. Nên hôm nay đây là một cái tập mà Hào sẽ kể cho các bạn nghe những gì mà Hào đã đạt được, cũng như là những cái thành tích và những cái Hào đã học hỏi được trong 9 năm qua ở Mỹ. Một cái rất là tóm tắt sơ lược thôi, không phải là cái gì chi tiết quá. Đây có thể là một cái video mà Hào làm để mà sau này nhìn lại. Tại vì mỗi năm á, Hào sẽ đánh dấu một cái mốc mới cho mình là mình đã làm được cái gì, mình đã đạt được những gì. Thì 9 năm là một khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, nhưng đó cũng đủ để có thể ngồi nhớ lại. Với lại Hào một cái con người mà không có cho mình nhiều credit, là không có bao giờ mà cảm thấy đủ với những gì mình đã làm ra hoặc là những gì mình đã đạt được trong cuộc sống này. Nên Hào thường là cứ đẩy mình đi rất xa và nhiều lúc là rất là khó trên chính bản thân của mình. À, một điều nữa là nếu các bạn chưa xem cái video trước của Hào, đó là cắt tóc tại nhà, thì các bạn nên xem nhé. Nhiều bạn comment nói là Hào rất là liều, rất là gan, nhưng mà giống như là nói trong video thì còn gì đâu để mất mà không liều và không gan. Nếu chưa xem thì nhớ xem, và ai chưa subscribe kênh của Hào thì nhớ subscribe nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hầu như cái điều mà lớn nhất mà Hào đã có thể đạt được á khi mà qua Mỹ 9 năm nay là cái vốn và cái khả năng tiếng Anh của mình. Tại vì nhớ ngày xưa khi mà Hào ở Việt Nam á, tiếng Anh không phải là tệ mà không phải là giỏi, nhưng mà Hào cứ nghĩ là dở là tại vì Hào làm toàn là trên trung bình không à. Cho dù là sau này có đi học những cái trung tâm rất là nổi tiếng hay là bỏ nhiều tiền vào đi học, nhưng mà lúc đó thực sự là cái môi trường sống và trong đầu Hào cũng không có nghĩ là tiếng Anh lúc đó cần thiết đến như vậy. Cho nên á, khi mà đi qua Mỹ á, lúc đầu là các bạn biết là không có hiểu gì hết. Hào nhớ là hồi đó cô Hào dẫn Hào đi ở bên này nó có cái cà phê, hôm bữa Hào nói là drive thru á các bạn, thì đi mua cà phê là cứ chạy xe vào cái chỗ đó người ta bán. Thì mỗi lần mà cô Hào nói chuyện với mấy cái người mà bán cà phê đó, mà người đó con gái, nghe cứ như là Hào cứ nghĩ là như là chim hót á, và mình ngồi trong xe mình cứ nghĩ ủa nói gì trời. Nhưng mà mặc dù là cố gắng vắt óc và rặn cái lỗ tai này để mà nghe, nhưng mà sự cũng không hiểu và không biết là người ta đang nói cái gì. Rồi sau này á, là đi học ESL là English as Second Language, là ai mà qua Mỹ là cũng phải đi học cái đó nếu như mà bạn không thi không có đủ điểm để đi vào thẳng college. Thì Hào thi được level 4, thì có 6 level Hào vô được level 4, cũng hơn là hồi đó mình tiếng Anh cũng không tệ lắm. Nhưng mà Hào nghĩ cái là do là mình không có cái phản xạ của mình không có nhiều, nên mình không có giao tiếp nhiều ở bên Việt Nam. Nên khi đi qua đây đó mình bị khớp là như vậy. Chứ thực sự mình không phải là mình không nói được hay là mình cũng không nghe được. Nghe thì cũng hơi khó, tại vì thực sự là cái accent của Việt Nam mình và cái accent của người nước ngoài bên này hoàn toàn khác nhau. Nếu như bạn không học đúng, bạn không đọc sách nhiều, bạn không nghe báo đài nhiều ở bên Việt Nam, thì qua đây là thực sự là mình bị chân hững luôn, là mình không hiểu người ta đang nói cái gì. Rồi sau này cái công việc mà đi làm ở trong nhà hàng là giúp được ích được rất là nhiều, bởi vì Hào giao tiếp với rất là nhiều người mỗi ngày. Rồi sau đó Hào không có làm tiệm phở hay là nhà hàng Việt Nam nữa, Hào đi làm ở công ty của Mỹ. Thì Hào nghĩ đó là một cái bước tiến, bước ngoặt rất là xa mà Hào dám cái đi ra khỏi cái comfort zone, là cái vùng an toàn của mình, để mà thử nói chuyện và làm việc với người nước ngoài. Thì khi đó là học được, hỏi được rất là nhiều các bạn ạ. Lúc đầu thì Hào cứ nghĩ là ồ cũng ok, tại vì mình có thể giao tiếp với khách ở nhà hàng Việt Nam thì mình nói chuyện với tụi nước ngoài, được tụi Mỹ bên này làm việc cũng bình thường thôi. Nhưng mà thật sự là lúc thời gian đầu đi làm là bị chân hững, là tại vì không có, hầu như là 80% là không hiểu tụi nó nói gì, nhưng mà hơn lúc đó là chỉ đi dọn bàn thôi các bạn. Nhưng mà từ từ rồi bắt đầu lên làm server rồi làm bartender, khi đó mình giao tiếp nhiều, mình học hỏi nhiều, mình nghe báo đài nhiều. Thì do là Hào nghĩ là cũng một phần là Hào may mắn và không phải là Hào cố gắng nhiều quá, nhưng mà các bạn biết là hồi đó Hào cứ phải hỏi là
ủa tiếng Anh mình vậy khi nào thì mới giỏi, rồi tiếng Anh mình không đủ vậy rồi làm sao mà sau này mình có thể kiếm tiền nhiều hơn hay là giao tiếp với nhiều người khác nhiều hơn, rồi lỡ có giấy tờ này nọ bên này rất là phức tạp rồi không biết tiếng Anh rồi làm sao. Thì hơn là do cái môi trường nó đã bắt buộc mình phải học hỏi và tiếp thu, nên bây giờ thực sự là tiếng Anh là một cái mà Hào nghĩ là Hào đã không phải là Hào không phải là một cái người mà kinh khủng giỏi hay là đúng ngữ pháp hay đúng nào, nhưng mà ít nhất là cái vốn luyến của mình nó cũng đủ để cho mình có thể tồn tại và sống một cái cuộc sống bên này. Không có gì quá muộn để bắt đầu là cái điều mà Hào học được ở bên này, là tại vì các bạn biết là cái culture, là cái văn hóa của người châu Á mình là ở độ tuổi nào, ở thời gian nào trong cuộc sống của bạn thì bạn phải có một cái địa vị xã hội đàng hoàng, bạn phải làm ra bao nhiêu tiền, bạn phải là người này người kia. Thì cái văn hóa đó là khi mà Hào đi qua đây đó, Hào bị sốc rất là nhiều. Và thường á, hồi lúc còn mấy năm trời trước á, hay còn so sánh với những đứa bạn ở Việt Nam, hồi đó Hào có học đại học tài chính marketing, thì Hào so sánh với những đứa bạn của mình là bây giờ nó đã có job rồi, nó đã có gia đình rồi, nó đã ở một cái vị trí nhất định rồi. Còn mình thì bên này chỉ mới bắt đầu hả, tập tành đi học tiếng Anh rồi đi vào college lại, rồi cũng chưa biết là mình sẽ chọn cái ngành gì. Thì những cái ý đó và những cái suy nghĩ đó nó cứ làm cho mình bị cảm giác là mình bị tuột lại phía sau. Nhưng mà một cái đó là người Mỹ thì ta không nghĩ như vậy. Người Mỹ thì người ta nghĩ là không có bao giờ là trễ để bắt đầu một thứ nào hết. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là bạn có muốn hay không và bạn có đi đến cuối cùng hay không. Nên cũng hên là họ cũng học được hết 4 năm đại học và có một cái bằng, ở bên này gọi là bằng BA, là giống như mình tốt nghiệp đại học ở bên Việt Nam, gọi là BA là Bachelor Degree. Thì họ có Bachelor của Hospitality Management. Là như hồi đó là họ muốn đi học ở bên Hublic, nó gọi dạng như là ngành dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, là chung chung như vậy. Rồi hơn đó là đi làm cái công ty mà họ làm từ đó đến giờ luôn á, là thì họ lại được promoted là lên chức lên làm quản lý. Rồi giống như là họ kể mấy các bạn những tập trước đó, thì là một cái công ty rất là lớn ở bên này, thì họ có những cái học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như mình đã học được cái kinh nghiệm quản lý của những người bên này, mình học được cái kiến thức về rượu, về liquor, về đồ ăn, về rất là nhiều thứ, mà về cái mảng mà nhà hàng, du lịch, khách sạn, mà đó là những cái mà bạn phải học từ kinh nghiệm, chứ không có phải là trường lớp có thể dạy bạn. Nhưng mà trường lớp là chỉ trên văn bản thôi, còn ở ngoài là những cái thực hành. Mà họ thật là một con người may mắn mà họ được làm, sống và làm việc với những cái người, những cái company mà họ đã làm việc, là một cái điều mà họ nghĩ là đó là một điều may mắn, chứ không phải là đồng ý là cũng có nỗ lực và cố gắng. Nhưng mà nếu như cái ngày đó họ không được hire, họ không được mướn vào dọn bàn, thì đâu có Hào ngày hôm nay. Khi mà bắt đầu chập chững biết cuộc sống bên này và tự lập một mình, thì mới biết là mình nhớ và mình quý trọng cái thời gian mà lúc đó ở mình gần ba mẹ rất là nhiều. Tại vì ngày xưa ở gần ba mẹ thì mình không có quý trọng những cái thời gian đó. Thì bây giờ thì Hào đã lãnh mẹ Hào qua rồi, thì gia đình hầu như cũng là đoàn tụ rồi. Nhưng mà cái thời gian mà phải tự lập, các bạn cứ Hào cứ hay nói đó là Hào muốn qua Mỹ lúc mà thời gian còn học trung học. Thì lúc đó Hào còn nhỏ thì nó sẽ có một cái phát triển, nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái thời gian mà họ qua Mỹ là 22 tuổi, bây giờ họ 30 đúng không? Họ cảm giác như là những cái năm 20 của mình đó là cái thời gian mà bạn tự tìm hiểu và khám phá bản thân của mình. Thì họ không có được làm cái điều đó ở Việt Nam, mà họ làm điều đó ở bên nước ngoài, mà hai cái nền văn hóa khác nhau, và cái con người của họ là nguyên một người châu Á mà đi qua bên này mà phải tiếp xúc và va chạm như vậy. Đôi lúc mình không có cái gia đình bên cạnh, tại vì người châu Á mình là dependence culture, còn tụi Mỹ bên này là independence, là 18 tuổi là đi ra khỏi nhà rồi. Thì nhiều lúc cảm thấy buồn, và nhưng mà nhờ như vậy á, họ mới cảm giác được là mình quý trọng được cái thời gian với gia đình, với ba mẹ nhiều hơn, và mình yêu thương họ nhiều hơn. Họ nghĩ là cái bài học lớn nhất thứ hai mà họ học được đó chính là tính tự lập. Cũng như hồi nãy họ nói đó là independence và dependence culture. Thì người Việt mình, hay nghĩ bây giờ cái thế hệ sau này á, và cái cuộc sống bây giờ ở bên Việt Nam thì nó tốt hơn và nó phát triển hơn, đồng tiền nó lớn hơn hay là như thế nào đó, thì họ thấy có rất là nhiều bạn có thể ra ngoài sống một mình, không có phải sống với gia đình. Nhưng ngày xưa cái thời của Hào và cái thời trước đó nữa của ba mẹ anh chị mình là chỉ ở
Việt Nam là phải sống với gia đình, khi mà bạn lớn lên rồi có vợ có con cái, dù khi nào mà bạn lấy chồng thì bạn mới không ở nhà cha mẹ thôi. Thì qua bên đây thì Hào không bao giờ Hào nghĩ là Hào có thể dọn ra và sống một mình ở trong một cái apartment cho riêng mình. Tại vì thứ nhất là cái đó rất là mắc, cái thứ hai là không có quen, thấy buồn lắm. Ngay cả bản thân Hào khi mà làm cái gì cũng phải có bạn bè hay là có những người thân hay là ai đó mà làm cái điều đó chung với mình. Nhưng mà biết là sau 6 năm thì Hào đã có thể dọn ra ở riêng. Và lúc đầu dọn ra ở riêng là không có nghĩ là mình sẽ thích đâu nha. Nhưng mà bất ngờ, đúng như là cái tập mà hồi trước Hào nói đó, là nếu bạn không đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình, bạn không thử đặt mình vào cái vị trí mà rất là khó xử, thì bạn sẽ không bao giờ mà tìm hiểu và khám phá được cái bản thân và con người của mình nó như thế nào. Thì Hào đã khám phá được là ô, thực sự là Hào thích sống một mình hơn là sống với nhiều người. Mà cũng có thể là do cuộc sống ở bên này nữa, cũng có thể là do 9 năm qua, 7 năm qua, 9 năm qua Hào đã va chạm rất nhiều và Hào đã phải tự lập một mình, mà không phải hỏi hay là xin ý kiến gia đình, hoặc là không phải nhờ vả bất kỳ ai. Đúng là lúc đầu mới qua thì Hào có được sự giúp đỡ rất là nhiều của cô và gia đình của cô Hào, cũng như là bà nội của Hào. Nhưng mà sau đó thì Hào tự lập bằng bản thân của mình thôi. Nên Hào nghĩ là cái tự lập là cái mà mỗi con người chúng ta đều phải nên bắt đầu rèn luyện, hoặc là nếu mà bạn đã có rồi thì đó là một cái điều rất là tốt. Bởi vì tính tự lập sẽ giúp cho bạn có thể tồn tại ở bất cứ đâu mà không phải sợ rằng sắp tới nó sẽ có một cái chướng ngại vật nào bạn không thể vượt qua được. Cái này thì đi về cái kinh nghiệm tình trường một chút xíu, đó là yêu bản thân. Thực sự là cái từ mà love yourself, like cái term love yourself đó, là hầu như là ở Việt Nam lúc mà hồi mới lớn lên thì họ không có nghe cái điều đó. Khi mà đi qua đây thì dĩ nhiên là họ có dating người này, họ có những mối quan hệ với người khác. Nhưng mà sau đó thì tất cả những mọi thứ mình nhận được là không có như là những gì mình nghĩ. Thì lại buồn, lại chán, lại muốn buông bỏ, lại muốn tự bỏ cái này cái kia. Đọc nhiều sách báo, lên mạng tìm hiểu, các bạn biết là cũng như là đọc những cái love stories, là những cái lời khuyên, advice này nọ, thì họ nói về love yourself. Love yourself có nghĩa là yêu bản thân của mình. Nhưng mà love yourself ở đây cũng không có nghĩa là chỉ toàn là về những cái mối quan hệ không, mà còn là bạn có yêu bản thân của mình, là bạn có chăm sóc cho bản thân của mình, bạn có sống một cuộc sống healthy, balanced. Are you healthy and balanced? hay là bạn nhậu nhiệt rất nhiều, hoặc là bạn do drugs rất nhiều, rồi bạn không lo cho tương lai của mình, không lo cho cuộc sống của mình, không lo cho gia đình của mình, thì Hào nghĩ đó cũng một phần về yêu bản thân. Thì Hào nghĩ mà Hào học được cái điều đó là Hào take care bản thân của mình nhiều hơn, Hào chăm sóc mình, Hào biết là khi nào mình buồn thì mình sẽ dẫn mình đi mua đồ chẳng hạn, mặc dù là tốn tiền rất nhiều, nhưng mà đó là cách mà treat yourself right. Nhưng mà các bạn nhớ là cũng phải nên là coi trong cái khả năng của mình là có thể mà treat yourself nhiều vậy hay không. Hoặc là bạn biết bạn buồn, bạn có thể đi uống rượu với bạn, kiếm một người đó tâm sự, thì đó là cái giải tỏa cái bản thân của mình và làm sao để mình cảm thấy được yêu thương nhiều nhất. Mặc dù là không có ai yêu thương mình nhiều lắm, nhưng mà ít nhất là mình yêu bản thân của mình. Mình phải giúp mình vượt qua được cái nỗi buồn ví dụ mình có, hoặc là mình thất tình hay là mình mất việc, làm sao mình có thể nhìn cuộc sống một khía cạnh khác, tiếp tục tiến lên mà không có phải bị chùn bước, bởi vì cuộc đời còn rất là dài. Chúng ta đều có những cái sự lựa chọn cho cuộc sống của mình, và cái mà họ vừa học được nhất mới đây đó chính là không có sự lựa chọn sai và không có sự lựa chọn đúng. Nếu mà bạn chọn một con đường mà bạn đi nó không đúng á, thì bạn chỉ sẽ phải đi lại thôi. Mà như hôm trước Hà nói đó, là người Mỹ có câu là nếu mà bạn không thử thì bạn sẽ không biết. Mà cái quan trọng á là bạn chọn đi con đường của mình như thế nào, mà bạn có dám đi hay không, và bạn có muốn đi đến cuối cùng của con đường của bạn chọn hay không. Mà cái điều đó đó là phải dẫn qua cái việc là bạn phải là một con người thật là chăm chỉ và không bao giờ mà được bỏ cuộc. Có rất là nhiều ngành nghề bạn có thể chọn lựa, có rất là nhiều công việc bạn làm, bạn có thể làm ra tiền. Mà cái tư duy mới bây giờ là người ta không đánh giá là cái ngành nghề bạn chọn là gì. Bạn làm cái gì ra tiền thôi, miễn là bạn đừng cướp của giết người, đừng làm điều gì xấu. Nếu mà bạn làm ra tiền thì bạn nuôi chính bản thân của mình và bạn nuôi sống gia đình của mình nếu như bạn có thể, thì không có gì là xấu. Hào hay nói giỡn với mẹ đó là mẹ hay hỏi là ở bên Mỹ có cái này không, ở bên Mỹ có cái kia không.
đúng là có nhiều cái mà bên Mỹ không có, nhưng mà thật sự với các bạn là Hào hay nói giỡn với mẹ là ở Mỹ cái gì cũng có, chỉ là có tiền hay không. Thì cái đó lại phải nói về cái vấn đề là bạn có đang cố gắng từng ngày trong cuộc sống của mình. Bởi vì mà là một người immigrant, là người định cư, người nhập cư, không phải là người đẻ ở Mỹ. Người ta có nói là nếu như mà tụi Mỹ nó cố gắng một á, thì mình những cái người mà immigrant như Hào và các bạn á, là phải cố gắng tới 10 tới 100. Bởi vì xã hội ngoài đó có rất là nhiều những cái thử thách, những cái cơ hội mà nếu như mình không mà cố gắng hết bản thân mình không thử sức, mình không làm cho bằng được á, thì mình sẽ không bao giờ mà đạt được cái điều mình muốn hết. Bạn có thể lựa chọn đi qua bên này bằng một cuộc sống là chơi bời chát tán, đánh bài rượu chè, bạn cũng có thể làm được. Bạn có thể ăn hết những cái tức lợi của xã hội ở bên này, bạn vẫn có thể tồn tại và cuộc sống ở Mỹ. Hoặc là bạn có thể cắm đầu xuống đi làm, đi học, rồi đến một cái ngày nào đó bạn tốt nghiệp, bạn đi làm ở công ty này, bạn đi làm công ty khác, người ta cần bạn, người ta muốn bạn bởi vì bạn quá giỏi, bạn vẫn có thể làm như vậy. Hoặc là bạn vẫn có thể đi làm những người Việt Nam bên này bình thường, làm nail, hoặc là bạn đi làm ở chợ, bạn vẫn có thể có một cuộc sống đầy đủ và bình thường thôi. Nhưng mà do quan trọng là bạn muốn bạn là ai, bạn muốn bạn đi đến đâu, thì đó là và nằm ở chính con người của mỗi chúng ta. 9 năm qua không phải là một cái thời gian quá dài và cũng không phải cái thời gian quá ngắn để mà có thể đi học, có được một bằng đại học, rồi sau đó bảo lãnh được mẹ qua đây, tự ra riêng sống được một mình và có thể tự lập và nuôi sống bản thân của mình. Hào nghĩ là tất cả mọi thứ mà Hào đã và đạt được và sắp tới sẽ làm gì thì tất cả chúng ta đều có thể được làm được điều đó. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải có ý chí và nghị lực và lúc nào cũng muốn vươn lên và vươn xa hơn trong cuộc sống. Đó là cái điều mà họ muốn chia sẻ với các bạn ở cái video này. Mà họ chắc chắn với các bạn á là người Việt mình trên thế giới ngoài kia còn giỏi hơn họ gấp trăm gấp mấy lần nữa. Nhưng mà họ muốn đem cái câu chuyện này giống như một câu chuyện nhỏ để mà có thể chia sẻ với tất cả mọi người về một cái quá trình không dài và không ngắn của một người du nhập và định cư ở nước ngoài như thế nào. Có thể là các bạn có thể nghe qua rất là nhiều người khác, nhưng mà đây là một câu chuyện mà chính Hào kể và Hào muốn các bạn nghe. Cũng như thường lệ, nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Các bạn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nếu các bạn có xem YouTube này thì để lại những comment cho Hào. Các bạn đang ở đâu, các bạn làm gì, các bạn đã phải bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.